Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với S Channel và đây là Thục Mạch Châu. Như các bạn đã thấy thì sau rất nhiều gian nan, sau rất nhiều sự rào cản, sau rất nhiều sự chờ đợi thì ngày hôm nay mình và Thu đã có cơ hội để ngồi cùng với nhau, để ngồi tâm sự với nhau. Đúng rồi. Thì bạn cứ coi như rằng đây không phải cuộc đấu bạn nhở? Đây là chúng mình ngồi tâm sự. Trò chuyện thôi, nhậu rồi, đi nhậu thôi. Nào đưa cái cốc lên. Ừ nào, hai ba, yo, tâm sự hết mình nhá. À phải uống à? Phải uống à? Như là có tin nhắn câu hỏi đấy bạn ạ. Bây giờ đấy, bây giờ bọn mình mới biết được câu hỏi nha mọi người. Tinh Tinh vừa tinh tinh xong. Mặc dù bọn mình chờ đợi rất lâu rồi nhưng mà thật ra khi đang ngồi đây thì cả hai đứa đều đang rất căng thẳng. Thực ra là mình cũng không căng thẳng cho lắm đâu, cho đến khi Hà bảo Hà căng thẳng quá mày ơi. Thế là mình cũng có căng thẳng thế. Thì ngày hôm nay ngồi bên cạnh mình đây là một người chị em sát sườn của mình. Đúng thì rồi. Mình hy vọng là ngày hôm nay sau khi quay trong số này, nếu mà không còn sát sườn nữa thì bọn mình vẫn là chị em nhá. Bắt tay cái, đi bắt tay đi mà. Bạn phải như này, bạn phải như rồi. Về bàn tiệc ngày hôm nay của chúng mình là có đầu tiên là món ớt, hôm nay là món tủ của Hà rồi. Một món thôi mình xin phép nhảy qua đây luôn tại vì cái này nó mùi lắm ấy. Đây là sữa chua mắm tôm, còn đây là món khúc bạch ngọt ngào, bia bơ, mì coca và không thể thiếu bánh mì bí mật. Nhân bên trong là gì thì không chưa ai biết. Còn cái này, cái đấy là cái gì đấy? Trông như kiểu bỗng rượu ấy. Không biết là cái gì, nó là cái gì? Coca sữa yêu. Nó cảm giác như kiểu cái nước thải gì đó ấy. À, chúng mình hôm nay đều mặc đồ trắng à? Ừ, sát sườn đấy mọi người. Ừ. Tao chọn cho mày ớt. Okay. Thật ra là câu này khá là dễ. Mình quyết định là chọn cho Thư món dễ để cho Thư ăn trước. Thì câu đầu tiên là team UT là một team ăn uống đã nức tiếng người hâm mộ. Tuy nhiên có những số ăn đầy hồn nhiên và cũng có những số ăn mà ít hồn nhiên hơn. Vậy cho hỏi, trong những sản phẩm sau đây, nhà hàng sau đây, nhãn hàng nào khiến Thư cảm thấy phải ngậm bồ hòn làm ngọt và dối lòng khen nức nở nhất? Quá anh Phong ạ. Lẩu Kichi Kichi, gia vị chấm hải sản. Để hát phút đấy hả? Hay là bánh ruốc hữu nghị. Thế là tôi phải dối lòng nhất đúng không? Ừ, dối lòng nhất. Thế để tôi chọn. Chắc là bánh mì. Bánh mì mà ăn mấy nghìn, ăn trăm cái đấy á? Đúng rồi. Thực ra là cái đấy mình cũng nói dễ hiểu thôi mà. Mình ăn 1 cái thì ngon, 2 cái thì ngon. Hỏi các bạn xem nếu ăn 10 cái, 20 cái thì còn thấy ngon hay không? Nhưng mà cái số đấy được tiền. Được tiền thì sao, cũng đã qua rồi. Thế thì chỉ bánh mì buồn thôi, không buồn lắm. Đơn giản thôi. Món mì trộn coca. Em có trương hết cả lên rồi đấy. Là một KOL đình đám mới nổi, là một idol mới nổi của giới trẻ. Gương mặt quảng cáo của bao nhiêu nhãn hiệu trên thủ đô Hà Nội. Theo Hà, nhãn hàng nào đáng sập tiệm nhất của bạn của Hà nhá? Nhãn hiệu thứ nhất đó là K-Trendy của Trung Edit. Nhãn hiệu thứ hai là Yes Studio VN của Huyền Idol. Video T rồi, video của Thảo Mộc. Đây là câu dễ hả mọi người? Chủ cho người ta sập tiệm là dễ hả mọi người? Thế thôi, ăn thôi. Món gì nhỉ? Mì dễ ăn mà. Tôi thấy bạn hay ăn mì cướp này. Để đũa ra nhá. Em xin chọn BDLT của Mộc Thảo. Thảo ơi, mày mới kinh doanh tập tành có bấy tháng không, thôi. Không, các bạn ơi, không. Bị sập tiệm rồi. Không hề. Bởi vì việc kinh doanh này đã làm cho bạn tôi quá áp lực. Vì thế nên là tôi cảm thấy rất thương bạn tôi. Hiểu tao mà đúng không? Không. Chọn cho Thư món tôm. Em ơi, làm chung với nhau đã 1 năm, đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi hết bao nhiêu số. Vậy Thư ghét nhất điều gì xảy khi sản xuất video cùng nhau cùng team UT? Đức vô duyên, Huyền lề mề, bông chậm trễ. Thực ra là câu này cũng không khó lắm. May quá, bye bye món tôm nhá, yêu. Ở lại với Hà nhá. Sự chậm trễ của bông. Bởi vì là bông chậm không phải là chậm ít phút mà chậm quá nhiều phút nên lấy hàng tiếng. Đấy là sự chậm của bông khiến mình khó chịu chứ không phải là ghét mà gì cả. Bông quay rất là đẹp. Bông chậm hả? Anh Bông rút kinh nghiệm nhé. Ngon nhá. Đây đi. Bảy. Ngọt ngào. Ok. Hành mình không bao giờ có sự ngọt ngào cho mình. Thư và Hà thuộc hai team ăn uống cùng hai kênh khác nhau nhưng cũng đôi lúc có nét tương đồng. Hà nghĩ rằng trong team hôm nay ăn gì Hà sẽ muốn đuổi ai? Cường. Song Phi Anh hay Anh Hoài và thay thế bằng ai trong team UT? Đức, Huyền và Trung Edit. Ủa ơi, ngọt lắm rồi, ui, ngọt còn hơn cả tình yêu. Tôi thấy cái bạn của Huyền được xúc lên này. Ôi, hay là nhiều người muốn đuổi quá, không biết đuổi ai. Wow, em chọn Nam Cường. Hay là anh Đức, bởi vì sao? Bởi vì là câu trả lời này của mình thì khẳng định là mình và Cường không có một cái ý gì với nhau cả. Để em với Cường ạ.
người cùng còn anh Đức, còn muốn thay thế chỉ đơn giản là bởi vì anh là con trai duy nhất trong team UT. Thay thế một bạn trai thì nên thay thế bằng một bạn trai khác. Ừ đấy, kiểu như thế đấy thôi, em mệt quá, em xấu hổ quá. Bạn trai khác không? Bạn trai khác. Chị May rất không vui vì điều này nhá. Em xin phép chọn cho Thư món phao câu lông gà. Thư ơi, hoạt động ở X-Channel cũng đã lâu, cũng đã thân quen với bao mỹ nam của X-Channel. Tình cảm này chắc cũng đã đôi phần gắn bó hơn. Không, ừ, không, đấy. Không gắn bó. Vậy, cho hỏi khi tình yêu tan vỡ, Thư muốn giải tỏa nhá. Và đi du lịch với một thành viên nam nào? Thì Thư dạ sẽ chọn là đi với anh Đức, người yêu chị Mây, anh Tân, người yêu chị My, hay là Sơn, người yêu của anh. Ai cũng biết. Nhân nào? Anh nghe là câu hỏi là anh Phong, anh chủ em người yêu chia tay đúng không? Là sai rồi. Là sai rồi, anh sai rồi, em khắc khích. Thứ ba nữa là, thứ hai nữa là giải tỏa ở đây ý mình đó là mình chỉ có một phần về giải tỏa là đi chơi thoáng khí thôi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Đi chơi riêng. Đi chơi riêng với nhau thôi. Đi chơi riêng. Thôi đi chơi riêng có người yêu rồi đấy nhá. Công khai giật chồng. Không sao đâu. Ôi. Hay là chọn nhờ em ơi. Chọn đi. Cái này tỏ lâm các bạn. Em bé nhờ mọi người nhờ. Thật gì em bình tĩnh, đổ. Ôi bình tĩnh. Chị ơi em vừa thấy. Vừa thấy cái định gà nó hình nhớt. Cho món bia bơ. Nó biết là khi mà mình uống một bụng bia thôi là con người mình sẽ trở nên khác. Nói chung là Hà hiểu rằng là giá trị của subscriber trong YouTube rất là cao đúng không? Nếu Hà phải ăn sắp một kênh thì Hà đã sẽ làm nó với ai? Kênh nào? Không nên ăn gì? X-Channel hay là Thịnh Độ Minh Sinh? Ôi sợ! Wow. Trời ơi mọi người ơi! Nào mình chờ đâu? Dễ quá! Nên gì? Dễ quá! Kênh chính của Hà, X-Channel. Dễ quá dễ! Kênh idol Hà hoạt động, Thịnh Độ Minh Sinh, idol của Hà. Quấy cho. Quấy, món này ngon quá, đáng ra tôi nên chọn cho bạn món khác. Mình xin đính chính. Không phải là mình không muốn trả lời, mà là mình không có câu trả lời nha mọi người. À, bây giờ tôi bạn làm cái bàn chói, tôi thích cái này. Ờ đấy, tôi cũng thích cái này đấy. Là một người theo phong cách sexy trưởng thành, xinh đẹp thì có rất nhiều thứ cần phải che giấu trên cơ thể đúng không ạ? Thì trong đó có cái thứ mà Thư thiếu tự tin nhất. Thì bây giờ hãy cho mọi người số đo vòng đùi, biết số đo vòng đùi của Thư. Không là đùi. Ăn hay là đây chị vào đây. Nó là vòng đùi hay vòng đùi, à? Vòng đùi bạn ạ. Cái câu này là quá là rất là quá đáng nha mọi người. Mình nói thẳng luôn. Chân mình hơi to. Mình rất tự ti về cơ thể mình luôn. Nhất là bông. Bà. Thì thôi đi mà. Nhưng mà mắm tôm này còn đáng sợ hơn. Đúng rồi, mình đi vào trong để bí mật tí mà. Đi vào bí mật tí mà. Không sao đâu, tôi giấu mọi người mà. Nào để tôi check nào. Check đùi Thư nào. Ôi bạn ơi, cho mình xin thêm cái dây nữa chứ dây này không đủ. Thế thật rồi. Nào phải đo đi cái phần to nhất của đùi. À, đúng mà. Mình không thể nói ra được, Thư nó không tin mình. Và kết quả cuối cùng là 51. Thực ra tao không biết đấy là to hay nhỏ ấy, tại vì bình thường mình cũng không mấy khi đo vòng đùi ấy. Ừ, lần đầu tiên tao to vòng đùi ấy. Đồ ăn là Coca sữa. Nó cũng ở bên tôi cũng khá lâu ấy. Nào, ba thử thách trong đây, một trong ba. À, một là bạn uống cái này. Hai là bạn vừa nhắn tin chia tay người yêu, vừa unfriend và vừa block đến hết chương trình. Block cả số, block cả tin nhắn, block cả Facebook, block cả Insta. Các bạn nghĩ trò này khó với mình á? Các bạn, mình uống bia xong đấy. Có gì mình không dám làm? Để đấy, để em làm. Như mình đang đi tập gym mọi người ạ. Hết con rồi, nha, mọi người. Hóa ra là người yêu không quan trọng với Hà đến thế sao? Chị ơi.
Đây nha. Để tôi nhá. Di ơi, chia tay đi, em chán rồi. Còn gì sắc hơn không ạ? Lốc luôn. Mình rất tự tin với người yêu mình nha mọi người. Thôi để đấy tí nữa còn gọi thôi. Lỡ gọi thì ok nhá. Các bạn, mình vừa biết được một thông tin là cái chai Coca này là anh Minh Múc lấy của anh cameraman khi đang uống rượu. Vì thế là mình quyết định là chọn lại cho Thư. Còn tiếp theo, không chỉ lên hình và chuẩn bị nội dung cho team UT, Thư còn có công việc khác là chuẩn bị các game nhạt nhẽo cho kênh S Channel. Vấn đề là làm nội dung nhạt nhẽo đã đành rồi. Đằng này sẽ có những người vào tham gia trò chơi ấy cũng nhạt nhẽo như thế. Thế thì bây giờ vậy cho hỏi là Thư thấy người chơi nào nhạt nhẽo và IQ thấp nhất? Huyền, Hà, Huy, Vi, Thảo, Mây, Mi. Chọn ra 3 người nhạt nhẽo nhất. Sao phải tận 3 người? Ừ tại tao thích thế, mày vừa làm khó tao. Tao có làm khó mày đâu, đấy tao đọc y hệt nha, chứ không là tao đã bắt mày. 3 người là nhạt nhẽo nhất, nào đọc lại nhá. Thế tao phải đổ câu hỏi ngay lúc đấy. Thề luôn, tao đã nương tay với mày mà mày lại như thế. Thôi cho 2 người nữa. Chắc là anh Huy này. Anh Huy có một sự nhạt đáng yêu, riêng của anh Huy. Một sự nhạt đáng yêu. Sự nhạt thứ hai là đến từ chị Huyền. Chị Huyền thì thích đọc tin và ngồi một chỗ thôi. Chị em sát sườn với nhau. Người ta là vi rùa của một team mà bảo người ta nhạt. Nhưng mà chị Huyền cũng bảo với mình này, tôi phải chọn lại món này các bạn. Hà lại mút trong cái channel được bao nhiêu người chị dìu dắt trên chặng đường công việc. Tuy nhiên cũng sẽ có người ít thích hơn phải không, đúng không Hà? Đúng rồi. Vậy cho hỏi trong 3 người chị sau đây thì Hà hãy đánh giá người nào có năng lực làm việc giỏi nhất và kém nhất. Chị Mây, chị Mi, chị Hạnh, và hãy nhắn tin cho người đó rằng là em cảm thấy rằng chị không phù hợp để làm công việc này. Để cho bạo dạn. Nếu mà chọn là dìu dắt mình thì mình còn chọn được. Chứ bây giờ chọn về năng lực thì uống. Ôi dồi ôi. Mình nghĩ rồi, mình nghĩ cả đêm rồi. Còn một điều mà ai cũng biết đấy là khi uống rượu uống bia xong thì đừng uống Coca. Thì vì nó say hơn. À thế thì vui hơn chứ. Em mời mọi người, em mời các chị. Ngon không? Ngon à? Ngon mà. Nó giống cái gì nhỉ? Nó giống khi các bạn ăn dưa lưới. Thế á? Ôi. Thử mà xem, ngon cực. Ôi, ăn giống dưa lưới. Ban đầu thì nó hơi bị kiểu hơi bị ga ấy, thì mình hơi sợ. Ồ, nhưng mà giống dưa lưới, giống kẹo kẹo dưa lưới mọi người ạ. Các bạn ơi, nhân phẩm tốt là gì? Là đây chứ đâu. Thư ơi, câu này bằng tôm tiếp nhá. Câu này hay, con này chán thế là lại mắm tôm. Hết xa sườn rồi nhá. Hết xa sườn là thế thôi, ăn ớt nhá, ăn ớt đi. Gọi điện cho mẹ và thông báo đã có bầu hoặc là ăn. Kể với các bạn một câu chuyện hôm qua, mình chỉ đi đám cưới về ấy, xong rồi mình trêu mẹ là mẹ ơi con thích cưới dùm sớm. Nếu mình là mẹ thôi mình sẽ rất lo lắng nha mọi người. Không, tao không chỉ nhắn tin mẹ, tao nhắn tin vào group gia đình là tao đòi cưới trước chị gái tao. Ủa vậy? Xong bố mẹ tao kiểu ui, bố tao nghiêm túc cực kỳ luôn ấy, mọi người không được con ạ, con gái phải đến tuổi này này. Bạn thế thì ngày hôm nay bạn phải gọi điện cho mẹ bạn. Tao mà gọi như này là mẹ tao đến tận công ty luôn ấy. Ờ thế thôi, thế ăn đi, ăn được quả nhá. Điên. Bạn ơi tôi uống hết cốc nước mấy lần rồi đấy. Đây là ớt. Ớt thì sao? Bạn ơi tôi uống bia. Đây là ớt không phải nêm chua rán mà ăn hết. Đây là nước ngon rồi mọi người, nó ngon thế nó không nhai. Tôi không nhai mọi người. Sao đấy, nghẹn không đấy? Ok. Ok. Chào món nhá. Ít gà. Phần ngon mình hay để dự cuối đúng không mọi người? Thử thách, một là ăn ít gà, hai là mặc đồ diêm dúa của chị Mây và nhảy sexy đen. Mọi người ơi, tôi thấy là thực ra là ít gà cũng khá là ghê. Có lúc tôi ăn có thấy nhất nước hình như có. Bạn ạ, đẹp mà, áo này đẹp. Bây giờ tôi mặc kéo này thì tôi mặc kiểu gì hả bạn? Thôi, bạn mặc đi, tôi thấy bạn hợp màu đỏ, ui màu trắng, màu đỏ kiểu fancy luôn ý. Chứ gà này tôi thấy có bên trong ấy. Lui nhá. Em nhảy sexy đen là em ngã mọi người, em chóng mặt lắm rồi. Nhảy sexy đen, xong rồi nhớ phải lắc mông nhá, phải thích kiểu mông lên xuống hay lên xuống này. A few moments later. 1 2 3. Đưa tay đây. Nào xoay một vòng, xoay vào. Mọi người ơi. Ngã đâu rồi? Ta không mặc vừa. Thế không nhảy sexy đen được à? Thôi mình ăn mọi người ạ. Thôi để tôi lấy đồ ăn cho cậu. Mời quý khách ạ. Hôm nay ăn gì mà sợ món gì? Ui, có gì xanh xanh ấy? Anh thánh rửa cái lông còn lại. Ngon mà. Thế à? Hôm nay mình chấm thêm muối tiêu chanh ngon vãi. Sao tôi lúc ấy ăn thấy cái gì nhất nhất ấy bạn ạ? Tôi bảo rồi, nhân phẩm bạn ạ.
rồi, và màn cuộc trò chuyện thân mật của hai chị em chúng mình đến đây là hết. Còn sát sườn không nhỉ? Còn sát sườn đúng còn không? Sát, còn sát sườn. Ok. Nói chung là tình bạn chúng mình vẫn khăng khít nha. Mình yêu cái tỏ mai quá. Mình cũng không làm gì cả đâu. Mình sai rồi. À không, không, mình không sai. Mình không sai. Mình hơi tránh thôi. Ôi, và đó là số tâm sự của bọn mình. Và nếu các bạn muốn ai sẽ là thành viên tiếp theo tham gia vào số tộc máy show thì hãy comment chúng mình biết nhá. Còn bây giờ thì mình phải đi ăn friend hà đây, bye bye mọi người nha. Đi chúng mình đi ăn friend hà đi. Chúng quên luôn mất bỏ block bỏ block. Và nhân sữa.